淡相照，是非终皆善恶分道扬镳，江山美人尽带折腰，问道无略卧龙凤处，大看寂寥，且伴且梦且交，难解同好，解风解火解剑，玉山青腰，荣辱兴亡，皆已剑挑，身谋远虑都为今朝，梦在人生。Không ngờ Lưu Thiện lại đem lễ vật tới đây để chúc mừng Trẫm. Trẫm vốn nghĩ rằng hắn sẽ trở mặt rồi tuyên bố Trẫm là kẻ phản đồ. Con người của Lưu Thiện vốn dĩ không linh hoạt, thần nghĩ hắn không nghĩ ra chuyện đó đâu. Nếu như vậy, đây chính là ý của Gia Cát Lượng. Hắn muốn chúng ta xuất binh để dụ Tư Mã Ý, rồi hắn nhanh chóng nhân cơ hội này tiến xuống Trường An. Bệ hạ quả thật vô cùng anh minh. Khanh nói xem, chúng ta có nên xuất binh hay không? Chúng ta đừng nên động binh, cứ chờ chúng giao chiến với nhau, rồi thừa cơ hội chen chân vào, như vậy sẽ dễ dàng đoạt lấy Trung Nguyên. Rất hợp ý của ta. Tôn Quyền đã đồng ý phái Lục Tốn xuất binh tiến lên phía Bắc. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ nhân lúc chúng khống chế Tư Mã Ý ra khỏi Kỳ Sơn, tiến xuống chiếm Trường An. Mạc tướng cho rằng nếu không chiếm Trần Thương mà tiến về Đông thì sẽ rất nguy hiểm. Nói phải lắm. Ta vừa mới nhận được tin từ thám báo, trấn thủ Trần Thương là Hắc Chiêu đang lâm trọng bệnh. Ta hạn cho các vị 3 ngày để chuẩn bị, dẫn 5.000 binh tấn công Trần Thương. Khi xuất binh, hai vị không cần phải tới đây bẩm báo cho ta đâu. Tuân lệnh. Ngươi hãy thu xếp đi cùng với ta tới chỗ quan Hưởng Gia. Bẩm tướng quân, thuộc hạ vừa mới thu thập tin tức, Ngụy Viên Khương Duy 3 ngày nữa sẽ tấn công Trần Thương. Bẩm tướng quân. Có chuyện gì? Lửa đang lan mạnh khắp thành rồi, quân thục đang tấn công vào đây đó tướng quân. Bẩm tướng quân. Tướng quân à, chết rồi. Và Ngụy Viên làm theo chỉ thị của Gia Cát Lượng, sau 3 ngày mới bắt đầu đưa quân tiến về Trần Thương. Thật
cũng mới vừa tới thôi. Mạc tướng không hiểu tại sao thừa tướng lại có thể chiếm được Trần Thương nhanh tới như vậy. Ta lệnh cho các vị sau 3 ngày mới xuất binh là để đánh lừa quân Ngụy. Ngay tối hôm đó ta cùng quan hướng quân tới Trần Thương theo đường vòng, rồi bất ngờ cho quân phóng hỏa chiếm. Quả thật đây đúng là diệu kế. Các vị lập tức tấn công đoạt lấy Tán Quan, nếu không khi diễn quân của Trương Cáp tới thì rất khó trở tay. Tuân lệnh. Nhanh lên, nhanh lên. Coi như là đã chặn đầu được bọn chúng rồi. Trương Cáp nhìn thấy chúng ta chiếm Tán Quan, tất nhiên rút lui. Tới lúc đó chúng ta xuất binh truy kích, như vậy nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn. Cho rằng Đông Ngô chưa động binh là vì muốn ngư ông đắc lợi, bọn chúng đang tung quả mù mà thôi. Đây đúng là cao kiến đó. Được, bây giờ trẫm phong cho Khanh làm đại đô đốc, được quyền thống lĩnh toàn bộ binh mã ở Lũng Tây. Thần tuân chỉ. Không chiếm được Trần Thương và Tán Quan, và các lượng lại tái xuất Kỳ Sơn để chuẩn bị thực hiện mục tiêu quan trọng là đánh chiếm Trường An. Thừa tướng, Tư Mã Ý được phong làm đại đô đốc của quân Ngụy, hiện đã tới Trường An rồi ạ. Tư Mã Ý tới rồi, điều này chứng tỏ Lục Tốn đang tung quả mù chứ chưa hề bắt tiến. Bẩm thừa tướng, hắn muốn để cho chúng ta và Tư Mã Ý đối đầu với nhau, ngư ông đắc lợi. Nếu như ta là hắn thì ta cũng làm như vậy thôi. Bây giờ chúng ta phải đối diện với thực tế, chuẩn bị lực lượng để đối đầu với Tư Mã Ý. Tội tướng Trường Cáp thập kiến đại đô đốc. Đứng lên đi, tướng quân có bại dưới tay của Gia Cát Lượng thì cũng bình thường thôi. Bây giờ ta lệnh cho tướng quân lãnh tiền phong xuất binh tiến đánh Sơn, cho quân hạ trại ở phía nam Dị Thủy. Đại đô đốc, tôi lệnh. Quách Hoài tướng quân, có tin tức gì từ các quận của Lũng Tây hay không? Các quận đã báo cáo rằng bọn họ đều bình an vô sự. Chỉ có Vũ Đô và Âm Bình hẹn có tin tức gì? Vì chứng tỏ Vũ Đô, Âm Bình đều đã bị quân Thục bao vây. Ta sẽ cho quân sĩ đi khiêu chiến với Gia Cát Lượng để đánh lạc hướng của hắn. Ngươi và Tôn tướng quân dẫn binh theo đường nhỏ đi cứu Vũ Đô, Âm Bình. Ngươi xuất hiện phía sau quân Thục thì bọn chúng tuy không bị đánh nhưng cũng hoảng loạn tháo chạy. Tôn tướng quân à, theo ngài thì Tư Mã đô đốc so với Gia Cát Lượng thì ai cao minh hơn vậy? Ta nghĩ Gia Cát Lượng cao minh hơn chứ. Không hẳn như vậy đâu. Ta thấy rằng kế sách phân binh để cứu Vũ Đô và Âm Bình cũng đã chứng tỏ rằng Tư Mã đô đốc chúng ta mưu trí hơn người.
cảm thấy như vậy không hả? Cấp báo, quân thục lên chiến đường Vũ Đô và ẩm bệnh rồi. À, giờ tính sao? Còn làm gì nữa? Rút lui. Mỗi lần Tư Mã Ý sai người tới trước trại ta khiêu chiến thì ta biết rằng thế nào hắn ta cũng sẽ cho quân tập kích chúng ta từ phía sau. Bây giờ các ngươi hãy thành ung mi, đừng ra nghênh chiến, ta tự khắc phá địch. Tướng lệnh. Trường Cáp tướng quân, bây giờ Gia Cát Lượng đã chiếm được Vũ Đô và Âm Bình rồi. Theo ngươi thì hắn có tới đó trấn an bách tính hay không? Chắc chắn là có. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc bọn chúng đang đắc ý, tối nay ta và đại tướng quân sẽ dẫn quân theo con đường nhỏ tới Kỳ Sơn để cướp doanh trại. Tướng lệnh. Xuất phát chiếm cứ yếu đạo, không để cho bọn chúng thu hoạch được lúa. Tuân lệnh. Bẩm thừa tướng, Tư Mã Ý đã cho quân chiếm cứ các ngã đường.
Xem ra Tư Mã Ý đã đoán được rằng ta định cho quân binh đi thu hoạch lúa rồi. Không lẽ Gia Cát Lượng rút quân rồi à?
bọn chúng chưa đi xa đâu. Phải đuổi theo chúng. Ê, tướng quân nóng nảy như vậy, để cho người khác đi thay sẽ tốt hơn. Hãy để Mạc tướng đi, bây giờ chính là lúc để lập công. Đô đốc, tại sao Mạc tướng lại không được đi chứ? Quân Thục lùi binh, nhưng thế nào cũng sẽ bố trí quân mai phục ở những nơi hiểm trở, nên tướng quân cần phải tăng cường phòng bị. Xin đô đốc cứ yên tâm,